Không có ai cho hai đứa con này chỉ nó đi trả kỷ nó đi không được. Yeah. Đi lấy nước không lấy được. Yeah. Bây giờ không lấy, không có ai lấy cho hai đứa con này. Yeah. Chết này không chết được, không là được. Ôi chị đừng có nghĩ như thế. Không, chị không được nói thế chứ. Mình không được nghĩ quẩn. Bây giờ chị bảo hai đứa con này chị không là được. Hai đứa con này bây giờ chị chết được, chị chết thôi. Kể hai đứa con này, hai đứa con bảo như thế. Mẹ ơi không được chết. Chết thì không có mẹ. Đi vào đâu vậy? Ôi đi vào nhà chị say, hai vợ chồng yêu ấy. Ui trơn lắm này. Kiếm rau lợn. Kiếm rau lợn á? Đi xa không? Đây à? Nhóc đây thứ mấy đây? Nhóc đầu. Ôi trời ơi. À. Trên này có một cái trường hợp là mắt bị mù nó qua chưa? Già chưa? Vì giờ nó khoảng 21 tuổi. 21 tuổi à, bị mù à? Nó bị mù từ cái thời nó bé tầm này bây giờ nó vẫn bằng thế. À. Nó chưa đổi giọng luôn. Thế con trai đấy. Ừ. Đi nhá, đi nhá. Chào cô nhá. Đấy trơn. Đấy cẩn thận ngã con nhá. Đường khá là đi, khá là khó đi. Xe máy thì cứ đi theo một vết xe cũ thôi. Đến nhà chị say rồi. Không biết mấy mẹ con ngày hôm nay đang làm gì. Nước gì đây đâu? Bẩn này. Nước phân à? Say đang làm cái gì? Gọi chị ấy chứ nào, xem nghe. Say ơi! Làm gì ấy? Chị Say đang làm gì ấy? Mấy hôm trước vừa mưa ấy, cái đống nước mưa để sử dụng đây này. Chị Say có ở nhà không? Có. Có à? Đang đi tập tành đi đây. Chị Say à? Đang làm gì đấy? Ăn cơm à? Hôm nay không có rau à chị? Có nhưng mà chưa nấu. Có nhưng chưa nấu á? Đây để dành cho tối á. Buổi trưa thì mình chỉ có ăn qua thôi đúng không? Sáng có chị ăn sáng thôi là nhịn sáng chỉ để dành trưa ăn. Sáng là nhịn ăn sáng à? Là chỉ ăn mỗi buổi trưa với buổi tối thôi. Thế là bây giờ là hai con là đi giặt quần áo với lại chặt củi với lấy nước luôn là ở dưới suối kia. Bởi vì là em thấy mấy bạn bé bé cũng thấy mỗi đứa xách một cái chậu đựng quần áo là đi qua nhà chị. Là hỏi thì bảo đi giặt quần áo, em cũng không biết là ở dưới này có cái suối đâu. Thế là mỗi lần là đi giặt quần áo lại phải đi tít dưới suối kia. Thế là tí nữa các con lại điệu nước ở dưới đấy lên à? Ồ. Thế hai cháu đi thì chỉ mỗi cháu được một can thôi. Thế tí mẹ đi sau, mẹ lấy sau hay là như nào? Mẹ có đi lấy không? Mẹ không lấy được à? Mẹ chỉ đi xách cho con về thôi đúng không? Đi xa lắm à chị Say? Đi xuống dưới suối này xa lắm à? Xa lắm rồi. Sao chị Say làm xa đấy? Chị lại xúc động à? Ôi, bọn em vào đây bọn em không muốn nhìn thấy chị khóc đâu. Chị đừng khóc. Chị không có cái gì lo cho chị à, nó chỉ khổ quá, chị không có gì, cái gì đâu. Ôi chị Say ơi, thực sự là bọn em vào đây bọn em không... Hai đứa con em nhỏ như thế. Rồi, em biết là chị... Không biết là cho chị à, bây giờ chị khổ quá. Chị Say ạ, chị bình tĩnh này. Chị, em biết là hiện tại là cái chị có rất là nhiều tâm sự muốn bày tỏ với bọn em, và bọn em cũng hiểu được là hiện tại chị đang mong muốn gì và cần giúp đỡ những gì. Chị bọn không em có, không có tiền, không có cái gì mua.
Vâng. Cho hai đứa cô ạ. Chị say bình tĩnh nhá. Bởi vì là nếu mà chị khóc nhiều quá thì lần sau bọn em cũng không dám vào đây đâu nhá, nhớ chưa? Thế thì nhớ rồi bây giờ chị khổ quá. Ừ, vâng. Đấy, chị khổ quá chị khóc. Thế bây giờ chị bình tĩnh này, lần sau chị không được khóc nữa nhá, nhớ chưa? Bọn em vào chị không khóc nữa nhá. Giữ bình tĩnh thì bọn em vào đây để đưa niềm vui đến cho chị cơ mà, đúng không? Chị vào đây thì mỗi lần vào đây thì thực sự là bọn em quay rất là nhiều những cái thước phim về chị rồi. Nhưng mà chị vẫn chưa được của các bác anh chị nào gửi gắm cái gì cả. Nhưng mà bọn em vẫn sẽ cố gắng, dù ít dù nhiều, sẽ kêu gọi cho chị một ít nào đó để chị đỡ đần cuộc sống của cho chị và hai đứa con nhá. Bây giờ chị ăn đi, chị ăn đi. Chị còn ăn nữa không? Chị mừng mừng rồi. Không có ai ăn cho hai đứa con này ăn. Chị nó đi trà kỷ nó đi không được. Đi lấy nước không lấy được. Bây giờ không có ai lấy cho hai đứa con này. Chết này không chết được. Không là được. Ôi, chị đừng có nghĩ như thế. Không, chị không được nói thế chứ chị. Bây giờ các cháu còn đang nhờ của chị mà chị nghĩ đến bảo chết đi thì các cháu thì ở với ai? Cho 3 ngày đó vậy. Thế. Đúng rồi, bây giờ chị không chị chết được. Chị dù chị có ở một chỗ nhưng mà chị không là được. Chị không được nghĩ đến hai cái đứa chết. Con này không là được cho mẹ. Ở cho 3 ngày bảo là 3 ngày nó ở xa quá, không rút được. Có thời gian thì rút được, không có thời gian không rút được. Ngày nó ở mặc rể ở xa quá. Bây giờ chị ý của chị ấy là muốn gọi cho mẹ đẻ của chị ấy về là giữ hai đứa con, trông hai đứa con hộ chị ấy. Bây giờ là chị ấy ở một chỗ chị không nuôi được hai đứa ấy. Thì bà ngoại thì bà cũng chắc là bà cũng bây già rồi. Ông, không có ai mua cho. Giết không có ai mua cho hai đứa con này. Khổ quá. Không chết được. Không, chị thế nào, chị bình tĩnh, chị nghe em nói này. Dù là hoàn cảnh như nào, của chị mất đi rồi thì hai bé sẽ là mồ côi. Hai bé sẽ còn khổ nữa. Hoặc là nhiều khi các cháu đi ra ngoài xã hội, các cháu thấy gia đình nhà người ta dù không có bố nhưng họ vẫn có mẹ. Về đến nhà nhiều khi họ còn được cái tình cảm của bố mẹ, về nhà được mẹ ôm, về nhà được mẹ âu yếm cơ mà, đúng không chị? Bây giờ chị mà chị nghĩ đến cái chết, nhiều khi chị bây giờ hai bé thành mồ côi rồi, ai về ai còn âu yếm các bé nữa, ai còn ai thương các bé nữa, vỗ về các bé khi các bé đi ra ngoài xã hội. Nhiều người vụ đi học thì bị các bạn bắt nạt đấy, như thế chẳng hạn, là như thế đi. Bây giờ về đến nhà muốn nách mẹ hoặc là nói ra những cái ngày hôm nay mình đi làm gì, bị làm sao, thì bây giờ ai là người dỗ dành các cháu? Ngày bọn em vào thì bọn em dù kêu gọi ít hoặc nhiều nhưng bọn em vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ đỡ đần một chút cho chị đỡ khó khăn thôi nhá. Đấy, chị nhìn lên cũng không được khóc nhá. Tí nữa anh em sẽ bây giờ chị không được khóc ở nhà nó, chị một mình. Bây giờ chị không sao được. Sao bố không khóc? Chị tủ thân tâm sự là đỡ đần với cả chia sẻ cuộc sống với chị. Bây giờ không có ai lo cho chị nó chị. Thôi bây giờ dù thế nào thì thế, nhưng mà mình cũng không được nghĩ quẩn. Bây giờ chị bảo hai đứa con này, chị không là được. Hai đứa con này á, bây giờ chị chết được chị chết thôi. Kể hai đứa con này, hai đứa con bảo như thế. Mẹ ơi không được chết. Đấy. Chết thì không có mẹ. Đúng rồi, đấy. Nó nói như thế là đúng đấy. Đấy chưa? Đấy, chị chỉ nói thế thôi mà các cháu cũng... Nói như thế thì mẹ bảo mẹ nó không là đứa, mẹ khổ quá rồi. Mẹ các... chết thì kể mẹ thôi. Đấy, các cháu bảo là mẹ chết thì không có mẹ. Đấy, chị nghe thấy chị câu đấy. Hai đứa con nó bảo thì mẹ ơi, mẹ chết thì không có ai lo cho, không có ai ăn cho hai đứa con này ăn. Không có mẹ, không có bố.
Bố nó trả đi rồi. Thế thì lúc nào mẹ chết thì không có mẹ. Không có ai là cho hai đứa con này à, thì cùng nhau chết. Hai đứa con bảo như thế. Bảo là không không được đâu, hai đứa con này không cùng nhau cùng mẹ mẹ cùng nhau cùng chết không được đâu. Mẹ bảo hai đứa con như thế thì bây giờ là các cháu như bây giờ hiện tại như mồ côi bố rồi. Hiện tại là coi như mồ côi bố rồi. Thì bây giờ bố có quan tâm đến các cháu nữa đâu. Bây giờ chỉ có mỗi chị là người là hai các cháu để là nơi nương tựa vào nhất, nên là chị phải cố gắng đấy, phải cố gắng lên vượt qua mọi khó khăn. Còn xung quanh ta là rất nhiều người là tốt và cũng rất nhiều người muốn giúp đỡ, nên là chị cứ yên tâm đi. Chỉ trước sau thì bọn em sẽ lên chia sẻ nhiều những thức phim lên, thì chắc chắn là sẽ có một mạnh thường quân nào đó sẽ chung tay cùng bọn em và giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị. Nên là chị hãy cố gắng, chứ đừng nghĩ buông thả buông xuôi. Đấy, bây giờ mình vì con, mà các con thì phải vì... Để mua cho hai bé ít cái đồ dùng học tập trước đã nhỉ, anh Long nhỉ? Thế để lần sau lên thì bọn đấy, em là mua sách và hứa với chị là sẽ mua cho chị 1 cân thịt. Đúng rồi. Nhá. Đấy, trước chị mặt là thích bọn ăn ấy... thịt lợn hay là thích ăn cá mắm? Ăn thịt lợn thôi. Thế thì để lần sau bọn em sẽ cố gắng là lên sẽ trích cái phần tiền của hai gia đình của bọn em là gia đình bọn em ra để hỗ trợ cho chị một bữa thịt nhé. Đấy, và sẽ mua 1-2-3 quyển vở cho hai cháu nhà chị là tập viết ở đấy và nhìn theo cái chữ ở đấy để viết theo cái nét đấy và bút chì thôi, chứ không lấy bút bi mà sẽ bút chì để cho các cháu học nhé. Bọn em thì thực sự là bọn em cũng không có điều kiện cho lắm, nhưng mà bọn em vẫn đỡ hơn là những hoàn cảnh mà ở vùng cao như này. Đấy, những bà con. Nói chung bọn em giàu thì không giàu, nhưng mà nói chung là bọn em vẫn còn cuộc sống vẫn còn sung túc hơn một tí. Sung túc và sung sướng hơn như chị là khổ. Wow. Như chị bây giờ nhá, chồng thì đi, đấy, chân thì đau không làm gì, nhưng bọn em đi chân tay lành lặn còn đi làm cái này làm cái kia còn kiếm ra tiền được. Đấy, như chị là không kiếm ra tiền được. Đấy, nó khổ, thứ nhất là khổ nữa như là... đấy thôi. Đấy, thứ nhất nữa là bọn em còn nhiều khi còn có thể nhờ vào nhà ngoại với nhà nội. Đấy. Hai đầy đủ cả vợ cả chồng. Nhiều khi là lương của chồng cũng không được bao nhiêu, nhưng mà lương của vợ cũng không được bao nhiêu. Hai người cùng đóng góp với nhau thì nó cũng đỡ. Đúng rồi, nhưng mình thì... Đấy, còn chị nữa. Thì... Chị thì thực sự là bây giờ chị cũng chẳng làm được gì. Tiền, đấy, không làm ra tiền. Thì lần sau bọn em vào, bọn em sẽ mua chút, gọi là trích một ít những cái tiền sinh hoạt của hai anh em vào mua. Đấy, thì một cây chẳng làm nên non, hai cây trụm lại nên hòn núi cao. Thế nên là bọn em sẽ cố gắng giúp đỡ chị, dù ít dù nhiều như nào. Thì lâu lắm rồi chị say cũng không ăn được ăn thịt lợn rồi đúng không? Như lần trước chị bảo từ Tết đến giờ còn gì nữa. Từ Tết đến giờ, bây giờ lại sắp đến Tết nữa rồi. Đúng rồi, sót lại một cái Tết nữa rồi. Chuẩn bị đến Tết nữa rồi. Lại sắp tạm biệt một cái thanh xuân nữa rồi. Thì lần sau lên nữa bọn em sẽ mua cho chị 1 cân thịt và mua đồ dùng học tập cho các cháu nhá. Vâng. Thì trước mắt là chưa có bác nào quan tâm và ủng hộ nhà chị say, thì bọn em sẽ tự trích cái số tiền của bản thân mình ra và giúp đỡ cho chị. Và cũng rất mong cái thước phim mà anh em chia sẻ lên thì sẽ được của cô bác anh chị, những khán giả đang xem thước phim ngày hôm nay thì sẽ quan tâm đến chị say một chút và cùng chung tay đóng góp giúp đỡ cho chị say. Thì lần sau vào thì bọn em sẽ không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của chị đâu nhá. Và bọn em vào đây thì bọn em muốn mang những, gọi là mang những niềm vui và những cái tiếng cười đến cho những hoàn cảnh khó khăn thôi. Bây giờ chị say còn ăn cơm nữa không? Không ạ. Bây giờ hai bạn phùa với bạn ấy kia là lấy nước tận đâu ạ? Đi lấy ở thảo phùa nó đi chăm đi chăm kỳ ở dưới kia thằng xưa nó đi đi lấy nước là đi lấy ở bên kia nó chưa về đâu à, phải là chia nhau à? Vâng. Thằng phùa là đi xuống dưới kia để chặt củi, còn thằng sùa là lại đi lấy nước. Thằng xưa là đi lấy nước, thằng phùa nó đi chào kỳ. Tên hai bạn khó đọc tên hai bạn thật sự là mình mình cũng không thật nhớ nổi, lẫn lộn thật xưa nó thật xua với phùa có hôm em gọi là tùa cơ. Phườn phườn thầu thầu mỹ phườn à phườn 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 phườn
Đây bà con đặt tên con gái cho mình khó phát âm nhỉ? Như Thảo thì tiếng Thảo thì tên nó dễ. Thảo thì nó bảo là tên thực tế của là Thỏ. Tên của Thảo là Thỏ à? Thảo. Thế thì mai anh cứ gọi là Thỏ nhé. Thảo mí phừa. Và Thảo mí gì ạ? Thảo thị xưa. À, Thảo mí phừa. Thảo thị xưa. Thảo mí phừa. Tên thực sự tên ở trên bà con ở trên vùng cao này đặt tên thực sự cháu Long là khó phát âm. Đọc nhiều khi đọc nó cái lưỡi nó níu vào đọc được cái tên nó rất là khó. Đúng rồi. Nó phát âm nó rất là khó. Ở vùng cao thì nói chung là mình anh em mình đi xã nhiều rồi. Đấy. Tủa này. Chứ này. Chở này. Xong rồi cái gì? Nói chung là na ná giống nhau đấy. Hết. Hờ, cái. Nói chung là đa số là tên nó quay đi quay lại những cái tên đấy thôi. Đấy, xong rồi xính này. Đấy. Đấy, nói chung là nhiều lắm. Tên ở vùng cao này toàn tên na ná giống nhau. Na ná giống nhau. Bây giờ là bọn em chắc có lẽ bọn em xem là đi xem hai bạn lấy củi đâu xong giúp đỡ hai bạn một tí để đỡ đần cho hai bạn một tí, chị Say không được buồn nữa nhá. Vâng. Thế em ra ngoài một tí. Thôi anh em mình di chuyển ra ngoài một tí anh Long nhỉ. Không biết là hai bạn đi lấy củi ở tận đâu. Đi tìm mà đâu.